Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh là một công chúa trong phim hình. Nhà mọi người xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Ok, bắt đầu tô thôi. Vì anh bê mình thắng đói thế nhở. Mưa giống mấy anh vẫn đang làm việc ở đâu đi ngủ. Chào mọi người, chào mừng mọi người xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn xem hình ảnh mọi người để chúng ta cùng nhau. Đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.